Thì bây giờ mình đang ở một cái quán cửa hàng quần lót nữ và bikini nữ mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video thử ghi mua đồ quần lót xem phản ứng của các cô gái ở Trung Quốc như thế nào nhé. Tôi muốn mua cho bạn nữ của tôi. Ok, khoai lai. Em xem đây 118 tệ ba cái à, xem khoảng bao nhiêu tiền ở Việt Nam mình. Ba cái 118 nhân 3,5 413.000 ba cái này. Thế là so với ở Việt Nam thì đắt nhưng mà không biết vải như thế nào. Mua có được bảo hành không? Mọi người đây, mình mua cái hai cái này về cho em gái mình nhá. À, đây là áo áo ngực mát lắm, này vải ở đây thì đẹp luôn. Tua xào chén. Cái phải dùng máy dịch. Này cũng là cái 59, rồi cái là 99. Giải thích, cái này 59, sau đó cái này là 99. À, 90, 59, 99. Đấy, có cái này đi mua hàng được đấy. Trước khi vào video thì em Tuấn muốn giới thiệu mọi người cái máy phiên dịch 135 ngôn ngữ. Mọi người có thể đi nước ngoài này, hoặc đi du lịch này, hoặc mọi người đi xuất khẩu lao động, hoặc là làm cái gì đó, học ngôn ngữ cũng được. Đây, cái máy này của mình thì khi có mạng thì dịch được 135 ngôn ngữ, mà không có mạng thì dịch được 30 ngôn ngữ nhá. Rất là tiện lợi nhá. Đây, mọi người mua về sẽ có cái hộp như này. Đấy, mọi người mở ra. Đấy, đây có cả tem đầy đủ nhá mọi người nhá. Đây, mọi người màn hình cảm ứng nhá. Còn mình sẽ giới thiệu một chút về các phím đây. Phím này là phím nói này, hai phím này phím nói. Mọi người cài bên này là phía bên này là Việt Nam thì mọi người nói bên này, mọi người cài bên này Việt Nam thì mọi người nói bên này. Còn mọi người nói một bên là phía Việt Nam thì còn bên còn lại là phía nước ngoài nhá. Màn hình cảm ứng nhá mọi người. Đây mọi người vuốt lên này. Đấy. Vuốt lên này. Đấy, mọi người vào phần đây, mọi người mình cho mọi người xem giao diện của nó này. Có bản dịch trực tuyến này. Đây là bản dịch trực tuyến là khi có mạng, bản dịch ngoại tuyến là không có mạng. Và đây là dịch hình ảnh này, còn nhiều ngôn ngữ khác nữa. Và đây, đây là học ngôn ngữ học từ nhiều lắm. Còn đây là thiết lập này, cài đặt do mình cài đặt bắt wifi này, lắp sim vào, mọi người lắp sim vào, mọi người có thể dùng cái này để mọi người chia sẻ ra. Và bây giờ mình sẽ test thử vài câu nhá. Đây, mình đã bắt wifi xong nhá. Đấy. Mọi người muốn mua thì mọi người nhắn tin số Zalo này của mình nhá. Đây. Đấy, có rất nhiều ngôn ngữ nhá mọi người nhá. Đây. Đấy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Angola này, đầy Ả Rập này, nhiều lắm. Nói chung là 135 ngôn ngữ nhiều. Nói chung là đa số là các nước phổ biến ạ. Mình thì nói tiếng Trung này. Đấy, thử vài câu. Xin chào, hôm nay bạn đang làm gì? Tối nay tôi rủ bạn đi uống rượu được không? Đây. Hi, Lan 同学今天做什么? Đấy. Đây, đây còn âm lượng đây. Đây âm lượng người tăng đây này. Đây có cái này là giảm âm lượng, tăng âm lượng này. Còn nghe lại này. Đấy. Lan同学今天做什么? Đây. Xin chào, tôi muốn hỏi giờ làm việc của tôi được không? Và mức lương của tôi là bao nhiêu một tháng? Đây. Người nghe này. 你好,我想问一下我的工作时间吗?还有我一个月的工资是多少? Đấy. 是啊. Đây, mọi người đây. Đấy, còn ở đây là mọi người những cái văn bản mọi người nói ra này, xin chào hôm nay bạn đang làm gì? Tối nay tôi có thể mời bạn đi ăn cơm được không? Đây. Đấy, tôi xin chào, tôi muốn hỏi giờ làm việc của tôi và mức lương của tôi như thế nào. Đấy mọi người. Xong này đây, mọi người có thể xóa đi này. Đấy. Đây mình sẽ nói thử tiếng Anh nhé. Chúng ta có thể hợp tác làm ăn được không? Đó. Can we do business together? Đây còn mình sẽ quảng cáo một đoạn ngắn ngắn thôi. Đây, và cái kèm của mình là một cái dây sạc như này. Và một cái chọc SIM như này và cái ốp ốp để mọi người lắp sim ở đây để chống chống đây này. Còn cách sử dụng giấy thôi mọi người. Đây như này. Còn mọi người đặt hàng về thì mọi người không biết cách sử dụng thì mình có một cái tờ như này. Đấy. Có thể liên hệ số này của mình để mọi người hỏi cách mình cách đặt hàng này, vừa đặt hàng và vừa hỏi cách sử dụng luôn nhá. Mọi quan tâm thì ebook số Zalo này của mình nhá. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Xin chào quý vị khán giả thân mến trên kênh Tuấn Vlog. Chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhá. Thì mình cũng lâu lắm rồi không ra video bởi vì mình bận một số chuyện đấy mọi người. Đấy thì bây giờ mình đang ở một cái quán cửa hàng quần lót nữ và
bikini nữ mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video thử ghi mua đồ quần lót xem phản ứng của các cô gái ở Trung Quốc như thế nào nhé. Thì mình được biết là đây là một cái cửa hàng của người Trung Quốc, phụ nữ người Trung Quốc ấy. Thì mình thấy mọi người hay comment là làm chôn gái Trung Quốc này, quay gái Trung Quốc về cuộc sống của người Trung Quốc, thì mọi người nhớ follow đăng ký kênh cho mình nhé. Còn người mà muốn mua máy phiên dịch thì inbox cho mình. Bây giờ mình sẽ nói máy phiên dịch. Đây mọi người, đây là một cái cửa hàng bán đồ quần áo. Hello ni hao. Hello ni hao. Bạn có thể tư vấn giúp tôi một bộ quần áo được không? Tôi muốn mua cho bạn nữ của tôi. Ok, khoai lai. Một người mình sẽ chị đã thấy một người con trai đi mua quần áo bé cho bạn gái chưa? Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều chàng trai như vậy. Được. Đây. Đây là của con trai sao? Đây là dành cho người lớn. Tôi có mặc được không? Ok. Không biết cái này bao nhiêu tiền? Trong trường hợp này nó là 3 118. 118 tệ. 118 tệ 3 cái. 118 tệ 3 cái là à, em xem đây, 118 tệ 3 cái à, xem khoảng bao nhiêu tiền ở Việt Nam mình. 3 cái 118 nhân 3,5 413.000 3 cái này. Thế là so với ở Việt Nam thì đắt, nhưng mà không biết vải như thế nào. Mua có được bảo hành không? Có. Đây mình phải không mua một cái được không? Một cái. Một cái là 3 mấy đồng? 78 đấy. Một cái là 78. Thế mình mua một cái. Size là... Em chỉ mặc size L. Để ta L hao kia vậy. L hao, ừ. L hao á. Chưa nói L hao. Size gì hay size lì miên bà yên hệ sử. Cái này là size gì ấy? M à? Ba. Ý cỡ L. Được. Cái này à? XL. Chị ơi, có size M không? Có size L không? Có. Có à? Ở đây toàn đồ hàng hiệu đúng không? Chúng tôi là một hàng hiệu. 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 Cửa hàng này của chúng tôi, anh ấy được coi là một thương hiệu nổi tiếng. Anh ấy có hơn 5.000 cửa hàng ở Trung Quốc. Đây là size L hết hả chị? Không có cái nào như màu này đâu nhỉ? Cây mát. Có ở đây thì bán, không có bán áo phông, áo ba lỗ không? Có, chỉ có bộ thôi, bộ ba lỗ. Bộ có bộ rộng không nhỉ? Bộ này size L em mặc được này. Nhưng mà rộng quá. Em phải mặc bộ... em mặc hẹp cơ. Nó người em lùn, mặc rộng thì nó sẽ bị bé. Bé thì cái đấy là để vừa đủ. Không thì mua váy cho vợ em ấy. Có mua không? À.
có những cái bộ như này. Hey mọi người, thì hôm nay mình làm cái thử thách đi mua quần áo ở bên này nhé, xem phản ứng của các cô gái như nào. Nhưng mà các cô gái ở đây vẫn rất là vui vẻ. À, thôi thanh toán cho em cái này trước đi. Xong để tí mua sau. Cái này 29 tệ cái này. Ồ. 29 tệ cái áo ngực. Mát. Mặc bộ này trông rất mát. Chuẩn cho y phục, khăn chỉ lại hẳn khủ. Tùy là. À. Chuyện. Để túi bóng này được không? Để túi bóng này chị. Để vào cái túi bóng này. Đâu, nó đâu rồi? Ở bên kia. Bảy. Bảy tám tệ. 7-8 tệ. Cái này 58 à? Ờ, 58. Ê. OK. 你看那个里面有那个小袋子，开给我，我要用了。 May còn tiền Trung Quốc. 50 đồng đây, 50 đồng à. Nó xào xào tới 58 à? 58 à? Ừ. 57 được không? 57. Được không? Mấy hiểu 1 đồng à? Mấy hiểu là OK. Cảm ơn. À đây có bộ quần áo ngủ này. À đây. OK. À. Không có của quần áo ngủ của có bộ ngủ của con trai không? Cái này. Ê, cô sư à. Cái này là của bạn gái rồi. Cái này là của đàn ông. Ê, không có sư à, không phải đâu. Cái này là của phụ nữ hay sao? À, con trai. À. Ồ, cái này đẹp này. Không có bộ ngủ của con trai không? Có bộ ngủ của con trai không? Nán choan là chính là cái này. Mấy hiểu nán choan là cái kia không phải. Cái kia quý như của con gái. Cái nào? Mấy cái này là của con gái mà. Sao mà. Cái này á? Cái này con trai mà. Ê. Nhưng mà cái đấy em mặc to. Cái to. Có cái kiểu nào của con trai. Túi để tặng à chị? Không, cái túi này bọn chị bán đồ nhưng mà giờ nó cho cái túi này giống như mua trà sữa quá. Đây là váy của con gái à chị? Ừ, Sandy. Như mẫu này à chị? Mẫu này là 79 tệ. 79 nhân 3 là hơn 200 nhỉ? À có cả quần đấy, cả bộ. Có cả bộ mà. À, cũng khá là đẹp. Mọi người đây, mình mua hai cái này về cho em gái mình nhá. À, đây là áo ngực mát lắm, này vải ở đây thì đẹp luôn. Tua sào chén. Ờ, cái phải dùng máy dịch. Này cũng là 59, 99. Giải thích, cái này 59, sau đó cái này là 99. À, 90, 59, 99. Đấy, có cái này đi mua hàng được đấy. Cái này của em mua ở bên này hơi đắt. Mua Trung Quốc à? Trung Quốc. 99 là 59 là 216. Ờ, mua 58 à? Ừ. Ơ, không đủ tiền à.
Đấy, còn hai tờ lâu lắm rồi không đi Trung Quốc, giờ sang này tiêu hết. Nhưng mà công nhận giờ ở đây giờ mua đồ quần áo đây giá hơi cao một chút. Giá hơi cao một chút nhưng mà so với tiền Trung Quốc thì nó bình thường, mà đổi ra tiền ở Việt Nam mình lại đắt. Nhưng mà vải được cái chất vải đẹp. Quần áo mình mua cũng hay mua ở bên Trung Quốc, nó có chất vải đẹp lắm. À đây bán cả giấy như này luôn hả chị? À, giấy ướt luôn. Giờ mua nhiều không xách được về. À cái này là dán ngực cho nó phồng đúng không? Không cần mặc áo con nữa. Yeah. Thì ra là con gái có nhiều như vậy. Rồi, này. Xì xì à, cảm ơn. Chị ở đây chắc nói được nhiều tiếng Việt rồi chứ? Kinh với tưởng Việt Nam à? Kim tưởng. Ok, cảm ơn em về đây. À, em chào chị, em về nhá. Ở đây hôm nay mua cả cái quần này với cái này là tổng bao nhiêu nhỉ? 51 với lại năm mấy? Ôi, gần 200 nghìn. Gần 200 nghìn, gần... Quần kia như lấy một cái hay chính tệ chứ nào? Quái 58. À, 58. 58 với cái này. Hơn 200 tệ một chút. Hơn 200 tệ, gần 700 nghìn đấy. 700 nghìn đắt phết. Vâng. Đúng rồi, tính tiền Việt sang nó cảm giác nó đắt. Nhưng mà mình mua kiểu... Mua theo bên này thì nó rẻ. Nó bằng giá ở Việt Nam mình cũng vậy. Em cảm ơn em về đây. Vâng vâng. Đây mọi người ạ, thì lần đầu tiên mình sang bên này mình đi mua đồ ấy thì cảm giác là đồ ở đây thì cũng so với tiền Việt Nam mình thì đắt lắm, nhưng mà so với Trung Quốc là khá bình thường. Đây mọi người, mình không biết tiếng Trung Quốc, mình sang bên Trung Quốc mua quần áo lót với tiếp xúc với giao tiếp ấy, với người phụ nữ bán hàng ở đây thì cũng ok mọi người, vì có cái máy phiên dịch mà. Đấy thì mọi người quan tâm máy phiên dịch thì ebook Zalo cho mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Đấy thì bây giờ mình đi về đây. Mọi người muốn mình quay cái gì thì khi vào video thì em Tuấn muốn giới thiệu mọi người cái máy phiên dịch 135 ngôn ngữ. Mọi người có thể đi nước ngoài này, hoặc đi du lịch này, hoặc mọi người đi xuất khẩu lao động, hoặc là làm cái gì đó học ngôn ngữ cũng được. Đây cái máy này của mình thì khi có mạng thì dịch được 135 ngôn ngữ, mà không có mạng thì dịch được 30 ngôn ngữ nhá. Rất là tiện lợi nhá. Đây, mọi người mua về sẽ có cái hộp như này. Đấy, mọi người mở ra. Đấy. Đây có cả tem đầy đủ nhá mọi người nhá. Đây, màn hình cảm ứng nhá. Còn mình sẽ giới thiệu một chút về các phím đây. Phím này là phím nói này, hai phím này phím nói. Mọi người cài bên này là phía bên này là Việt Nam thì mọi người nói bên này, mọi người cài bên này Việt Nam thì mọi người nói bên này. Còn mọi người nói một bên là phía Việt Nam thì còn bên còn lại là phía nước ngoài nhá. Màn hình cảm ứng nhá mọi người. Đây mọi người vuốt lên này. Đấy. Vuốt lên này. Đấy, mọi người vào phần đây, mình cho mọi người xem giao diện của nó này. Có bản dịch trực tuyến này. Đây là bản dịch trực tuyến là khi có mạng, bản dịch ngoại tuyến là không có mạng. Và đây là dịch hình ảnh này, còn nhiều ngôn ngữ khác nữa. Và đây là học ngôn ngữ, học từ nhiều lắm. Còn đây là thiết lập này, cài đặt do mình cài đặt bắt wifi này. Lắp sim vào, mọi người lắp sim vào, mọi người có thể dùng cái này để mọi người chia sẻ ra. Và bây giờ mình sẽ test thử vài câu nhé. Đây, mình đã bắt wifi xong nhá. Đấy. Mọi người muốn mua thì mọi người nhắn tin số Zalo này của mình nhé. Đây, đấy, có rất nhiều ngôn ngữ nha mọi người nhá. Đây. Đấy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Angola này, đầy Ả Rập này, nhiều lắm. Nói chung là 135 ngôn ngữ nhiều. Nói chung là đa số là các nước phổ biến ạ. Mình thì nói tiếng Trung này. Đấy, thử vài câu. Xin chào, hôm nay bạn đang làm gì? Tối nay tôi rủ bạn đi uống rượu được không? Đây. Hi, Lan 同学今天做什么?今晚我能请你喝一杯吗? Đây còn âm lượng đây. Đây, âm lượng mọi người tăng đây này. Đây, cái này là giảm âm lượng, tăng âm lượng. Còn nghe lại này. Đấy. Đây. Xin chào, tôi muốn hỏi giờ làm việc của tôi được không? Và mức lương của tôi là bao nhiêu một tháng? Đây, người nghe này. 你好,我想问一下我的工作时间吗?还有我一个月的工资是多少? Đấy. 是啊. Đây, mọi người đây. Đấy, còn ở đây là mọi người những cái... văn bản mọi người nói ra này. Xin chào, hôm nay bạn đang làm gì? Tối nay tôi có thể mời bạn đi ăn cơm được không? Đây. Đấy, tôi xin chào, tôi muốn hỏi giờ làm việc của tôi và mức lương của tôi như thế nào. Đấy mọi người. Xong này, đây mọi người có thể xóa đi này. Đấy. Đây mình sẽ nói thử tiếng Anh nhé. Chúng ta có thể hợp tác làm ăn được không? Đó. Can we do business together? Đây còn mình sẽ quảng cáo một đoạn ngắn thôi. Đây, và cái kèm của mình là một cái dây sạc như này. Và
một cái chọc sim này và cái ốp, ốp để mọi người lắp sim đây để chống chống này này. Còn cách sử dụng giấy thôi mọi người, đây như này. Còn mọi người đặt hàng về thì mọi người không biết cách sử dụng thì mình có một cái tờ như này. Đấy. Có thể liên hệ số này của mình để mọi người hỏi cách mình cách đặt hàng này, vừa đặt hàng và vừa hỏi cách sử dụng luôn nhé. Mọi người quan tâm thì ebook số Zalo này của mình nhá. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye mọi người.